Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ ba ngày mùng 7 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình sẽ có những nội dung chính sau. Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Sơn La tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 2 năm 2023 khu vực phía Bắc. Họp triển khai thực hiện nhiệm vụ ra soát đất lâm nghiệp tỉnh Sơn La. Các địa phương sẵn sàng cho lễ giao nhận quân năm 2023. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, ngày mùng 7 tháng 2 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với tỉnh ủy Sơn La tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 2 năm 2023 khu vực phía Bắc. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, một số vụ Ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc khu vực phía Bắc. Tỉnh Sơn La có đồng chí Lào Minh Hùng, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy và đội ngũ báo cáo viên trung ương, báo cáo viên của tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Lào Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Sơn La đã thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Sơn La và khẳng định những kết quả mà tỉnh sơn la đạt được trong thời gian qua có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sự đồng thuận của nhân dân trong đó có một phần đóng góp tích cực của ngành tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên các cấp trên địa bàn tỉnh đây là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng có phần củng cố niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của đảng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh đặc biệt công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên cấp cơ sở đã đóng góp lớn vào sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp, của bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ đại hội, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh và nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Để hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng đó, rất cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò rất lớn của đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên các cấp. Mỗi địa phương đã có những cách làm hiệu quả nâng cao hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp. Chúng tôi cũng rất là quan tâm đến việc lựa chọn cái đội ngũ báo cáo viên để thông qua đó là cũng nâng cao hơn cái chất lượng của cái hoạt động của báo cáo viên trên địa bàn toàn tỉnh. Thế và chính thông qua hoạt động của báo cáo viên trên địa bàn toàn tỉnh thì cũng đã giúp rất là tích cực cho cái việc là tuyên truyền các cái chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước cũng như là các cái kết quả cũng như là những cái mô hình điển hình trên các lĩnh vực đến với đông đảo đảng viên và nhân dân trên địa bàn của tỉnh. Tại hội nghị lãnh đạo văn phòng Bộ Công an thông tin chuyên đề tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thời gian gần đây, dự báo tình hình trong thời gian tới, lãnh đạo ban đối ngoại trung ương thông tin chuyên đề tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng nhà nước năm 2022 dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2023. Hội nghị báo cáo viên khu vực phía Bắc là dịp để các báo cáo viên giao lưu, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý, cách làm hay, sáng tạo từ các địa phương, có phần thực hiện tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ ngành tuyên giáo của Đảng. Ở các cái vùng đô thị, thành thị, thì công tác tuyên truyền vận động thông qua các cái kênh đặc biệt là ứng dụng công nghệ 4.0, và các hình ảnh rất là sinh động. Nhưng tuy nhiên thì đối với vùng sâu vùng xa, nơi mà có chưa tiếp cận được nhiều công nghệ thông tin, thì cái việc tuyên truyền miệng uh, là hết sức là quan trọng bởi vì thông qua những cái việc mà tuyên truyền thì người dân hiểu được các cái chủ trương của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước để người dân người ta thực hiện đồng thời là thông qua cái hệ thống tuyên truyền miệng này thì các cái phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân uh, đến được các cấp uh, ủy chính quyền Phát biểu định hướng một số nội dung tuyên truyền trong thời gian tới, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị xã hội, đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyên truyền những kết quả nổi bật của đảng bộ chính quyền các tỉnh đã đạt được, phổ biến những mô hình hay, cách làm sáng tạo, cũng như kết quả công tác tuyên giáo qua các phương tiện thông tin đại chúng và hội nghị tuyên giáo của các địa phương. Năm 2022, thuần lời đan xen nhiều khó khăn thách thức chưa từng có những kết quả nổi bật có ý nghĩa chiến lược. Kết quả thứ nhất là về tổng thể Việt Nam vẫn giữ được cục diện đối ngoại tương đối thuận lợi cho đất nước. Vấn đề thứ hai là công tác đối ngoại của Đảng và nhà nước ta đã được triển khai kịp thời, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực, trụ cột và đạt được nhiều kết quả quan trọng kết quả thứ ba là trong bức tranh phức tạp và đa chiều của tình hình thế giới và khu vực thì việt nam nổi lên là một điểm sáng tích cực kết quả thứ năm là nền kinh tế từng bước được mở cửa và đạt được nhiều kết quả quan trọng kết quả thứ sáu là các hoạt động văn hóa xã hội thương mại du lịch trở lại bình thường tạo không kỳ phấn khởi là tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội về nội dung tập trung tuyên truyền thứ hai là tuyên truyền khẳng định rõ Việt Nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập tự chủ vì hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển đa phương hóa đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Ban tuyên giáo Trung ương cũng yêu cầu thời gian tới các địa phương tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước tuyên truyền 44 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của tổ quốc. 1979-2023, 35 năm sự kiện Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đảo Gạc Ma của Việt Nam 1988-2023 cùng những sự kiện chính trị quan trọng khác. Ngày 6 tháng 2, đoàn công tác của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy do đồng chí Lương Thị Vân Anh, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại thành phố công bố quyết định kiểm tra. Dự buổi làm việc có đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thông qua quyết định số 583 ngày 17 tháng 1 năm 2023 của Tỉnh ủy về kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý sử dụng quỹ đất nông nghiệp và mục đích công ích do Ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn quản lý đối với ban thường vụ và các đồng chí thường trực thành ủy Thường trực Thành ủy đã báo cáo nhanh với đoàn công tác lãnh đạo chỉ đạo quản lý và sử dụng quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích do Ủy ban nhân dân các xã phường quản lý trong thời gian qua. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Thị Vân Anh nhấn mạnh, thông qua việc kiểm tra nhằm đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế khuyết điểm và dấu hiệu vi phạm nếu có của ban thường vụ và các đồng chí thường trực Thành ủy trong việc lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý sử dụng quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích do Ủy ban nhân dân các xã phường quản lý để kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục. Đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên có liên quan phối hợp tạo điều kiện để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Sáng nay, ngày 7 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức họp triển khai thực hiện nhiệm vụ giả soát đất lâm nghiệp tỉnh Sơn La. Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo các sở ban ngành, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm tỉnh. Hiện nay diện tích quy hoạch cho lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh là 817.840 ha, trong đó quy hoạch rừng phòng hộ gần 378.000 ha, quy hoạch rừng đặc dụng là trên 87.800 ha và quy hoạch rừng sản xuất là 352.000 ha. Triển khai thực hiện rà soát diện tích đất lâm nghiệp tỉnh Sơn La theo quyết định 326 của Thủ tướng Chính phủ, quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Dự kiến sau giả soát điều chỉnh, diện tích đất lâm nghiệp toàn tỉnh giảm 123.149,4 ha so với quyết định 3248 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ngày 27 tháng 12 năm 2018. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận xem xét, giả soát và giảm diện tích các loại đất gồm các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương, các khả năng phát triển diện tích cây công nghiệp, cây ăn quả, cây nông nghiệp, Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Công yêu cầu các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện thành phố tổ chức giả soát lại toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp theo quyết định số 326 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đối chiếu với giả soát quyết định 3248 của Ủy ban Nhân dân tỉnh để đánh giá đúng thực trạng diện tích đất rừng và đất tự nhiên đang có, tiến hành tích hợp quy hoạch tỉnh trước ngày 30 tháng 6 năm nay. Đối với diện tích không đúng hiện trạng, không đúng mục đích sử dụng, phải cương quyết đưa ra khỏi đất lâm nghiệp, giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch đề cương dự toán bố trí triển khai thực hiện giao sở tài nguyên và môi trường sau giả soát đề xuất với các bộ ngành trung ương điều chỉnh biến động đất đai theo đúng quy hoạch Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo thực hiện dự án cấp điện nông thôn của tỉnh, đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo đôn đốc triển khai tiến độ thực hiện dự án năm 2023 với điểm cầu trung tâm và các huyện thành phố. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện đã đạt 98,8% số hộ dân được sử dụng điện sinh hoạt, trong đó 94,1% số hộ được sử dụng điện sinh hoạt an toàn. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo, sự quyết tâm chính trị của các cấp các ngành và các địa phương, dòng điện lưới quốc gia đã về thêm nhiều bản làng vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới của tỉnh, góp phần nâng cao dân trí, đời sống, kinh tế của nhân dân, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Mục tiêu trong năm nay, toàn tỉnh sẽ phấn đấu đưa tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện an toàn lên trên 99%, đầu tư cấp điện cho trên 9.500 hộ, phát triển mới 4.000 công tơ điện. Để đạt được mục tiêu trên, đồng chí Nguyễn Thành Công yêu cầu các địa phương quan tâm chỉ đạo sát sao, thực hiện các chương trình dự án cấp điện, đảm bảo đúng tiến độ đề ra, tiếp tục kiện toàn ban chỉ đạo các cấp, ra soát số hộ chưa được sử dụng điện và sử dụng điện chưa an toàn để xây dựng kế hoạch đầu tư nâng cấp, có các giải pháp đối với các hộ dân chưa được sử dụng điện xa khu dân cư với mức đầu tư lớn bên cạnh đó các huyện thành phố tiếp tục thực hiện đồng ghép các nguồn vốn để thực hiện dự án đầu tư cấp điện an toàn cho các hộ dân trên địa bàn hoàn thành việc đăng ký danh mục dự án cấp điện vào danh mục của các chương trình mục tiêu hàng năm đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án nỗ lực đưa điện về nông thôn góp phần đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội Chuẩn bị cho lễ giao nhận quân diễn ra vào ngày mùng 10 tháng 2 tới đây, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Quỳnh Nhai tổ chức họp giả soát tình hình triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023. Năm 2023, huyện Quỳnh Nhai được tỉnh giao tuyển chọn và gọi 117 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 85 chỉ tiêu quân sự, đơn vị quân đội và 32 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân các bước quy trình công tác tuyển quân đã được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện và các xã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật. Tại cuộc họp, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện thống nhất các đơn vị chuẩn bị chú đáo các điều kiện để lễ giao nhận quân năm 2023 diễn ra thành công, đảm bảo các yêu cầu đặt ra. Trong đó, chú ý làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện, quan tâm chú đáo đến công tác hậu phương quân đội, để những thanh niên ưu tú của địa phương yên tâm lên đường làm nghĩa vụ quân sự và bảo vệ tổ quốc. Trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu xuân, các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ năm 2023 đang háo hức, sẵn sàng tâm thế chờ ngày lên đường nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Phóng sự được thực hiện tại huyện Mộc Châu. Những ngày này, anh Lò Văn Thái ở bản áng xã Đông Sang đang tích cực tranh thủ thời gian giúp bố mẹ thu hoạch dâu tây đang vào chính vụ. Bởi chỉ còn mấy ngày nữa, anh sẽ lên đường nhập ngũ, trở thành chiến sĩ trong quân đội nhân dân khi xã có thông báo tham gia nghĩa vụ quân sự, em đã tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự để góp phần sức lực tuổi trẻ của mình cho Tổ quốc và mong muốn trong môi trường quân đội được rèn luyện và ngày càng trưởng thành hơn. Năm 2023, huyện Mộc Châu được giao chỉ tiêu tuyển chọn 165 thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Đến thời điểm này, công tác tuyển chọn đã hoàn thành. Các địa phương đã tổ chức gặp mặt tặng quà động viên tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ. Ủy ban Nhân dân thị trấn và các tổ chức đoàn thể thị trấn thì luôn à, thường xuyên là quan tâm à, nắm bắt tình hình tư tưởng trong gia đình cũng như là đến thăm hỏi động viên từng nhà, à, từng các đối tượng à, để giúp các em có thể à, ổn định về tư tưởng và sẵn sàng à, lên đường nhập ngũ. Ban chỉ huy sự huyện, à, cơ quan thường trực, à, hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã kịp thời tham mưu cho hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các cái khâu, các cái bước các cái quy trình trong công tác tuyển quân à, bảo đảm à, đủ về số lượng và cái chất lượng công tác tuyển quân năm 2023 à, đồng thời cũng lãnh đạo chỉ đạo hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã à, thực hiện tốt công tác động viên khích lệ à, công dân à, trước khi lên đường nhập ngũ với sự quan tâm động viên kịp thời của cấp ủy chính quyền địa phương cùng sự ủng hộ nhiệt tình của người thân trong gia đình và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với quê hương đất nước. Các thanh niên ưu tú có lệnh gọi nhập ngũ đang rất phấn khởi, sẵn sàng lên đường, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Sơ la khai thác tiềm năng du lịch vùng lòng hồ Thủy Điện Câu chuyện gieo chữ hướng thiện làm lại cuộc đời Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN yêu cầu khẩn trương hoàn thành xây dựng phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2023. Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị EVN tập trung nguồn lực hoàn thành quyết toán chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2022, báo cáo tài chính của công ty mẹ tập đoàn và các đơn vị thành viên, mặt khác phải làm việc với các đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín kiểm toán báo cáo theo đúng quy định. Trên cơ sở quyết toán chi phí sản xuất kinh doanh điện, báo cáo tài chính năm 2022 của công ty mẹ và các đơn vị thành viên. Bước tiếp theo, Bộ Công Thương sẽ công bố công khai kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2022. Đây cũng là căn cứ để Bộ Công Thương hoàn thành tính toán phương án giá bán lẻ điện bình quân của năm 2023, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định. Đề nghị này của Bộ Công Thương đưa ra trong bối cảnh EVN mong muốn sớm được chấp thuận đề xuất điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân với mức đủ lớn để EVN đảm bảo cân bằng tài chính năm hành 23 và không làm mất vốn của nhà nước đầu tư tại EVN. Ngoài ra, EVN cũng đề xuất Bộ Công Thương tăng gần 4% giá điện truyền tải lên 79,09 đồng trên 1 kWh so với mức đã được phê duyệt từ tháng 5 năm 2022 mức 75,85 đồng trên 1 kWh. Việc này nhằm đảm bảo tổng công ty truyền tải điện quốc gia không bị lỗ. Vùng lòng hồ thủy điện trên địa bàn Sơn La thuộc ba huyện Quỳnh Nhai, Thuận Châu và Mường La với diện tích gần 4.000 km vuông chiếm gần 30% diện tích của tỉnh. Hồ thủy điện Sơn La ngoài việc tích nước hồ phục vụ phát điện cho nhà máy, hồ còn đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra một vùng sinh thái cảnh quan mới gắn với đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số vùng thượng nguồn sông Đà, đồng thời mở ra một tiềm năng mới phát triển kinh tế xã hội, du lịch ở vùng biển hồ Tây Bắc vùng lòng hồ thủy điện trên địa bàn Sơn La thuộc ba huyện Quỳnh Nhai, Thuận Châu và Mường La với diện tích gần 4.000 km vuông, chiếm gần 30% diện tích của tỉnh. Trong định hướng phát triển du lịch của tỉnh, vùng lòng hồ thủy điện Sơn La được xác định là một trong 7 khu du lịch trọng điểm. Khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La là nơi tập trung số lượng lớn nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và nét văn hóa độc đáo. Tài nguyên du lịch phong phú đa dạng của vùng lòng hồ thủy điện Sơn La đang là tiền đề thuận lợi để phát triển du lịch tham quan, ngắm cảnh, du lịch mạo hiểm, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch chữa bệnh, du lịch nghiên cứu khảo sát khoa học, tìm hiểu về hệ sinh thái và lịch sử văn hóa của các dân tộc bản địa và cả du lịch truyền thống với việc thưởng ngoạn trải nghiệm văn hóa, cuộc sống, ẩm thực của người dân tộc thiểu số vùng thượng nguồn sông Đà. Trong năm vừa qua, phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặc biệt là sự tham gia trực tiếp của người dân, thành phố Sơn La đã đẩy mạnh phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới. Qua đó đã có thêm nhiều công trình, nhiều phần việc thiết thực được triển khai với mục đích phát triển kinh tế bền vững, cải thiện đời sống cho nhân dân, góp phần thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Trong năm, trên địa bàn 5 xã đã thực hiện 62 công trình đầu tư xây dựng, tổng kinh phí gần 143 tỷ đồng. Nông nghiệp nông thôn có nhiều khởi sắc, Đến nay, thành phố là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, có 5 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, 3 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 4 bản đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2023, thành phố Sơn La phấn đấu xây dựng xã Hô La hoàn thành đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, mỗi xã tăng từ 1 đến 2 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, tiếp tục triển khai tích cực lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn đầu tư hạ tầng nông thôn, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trong 8 ngày từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 2, Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu tổ chức bồi dưỡng chính trị cho 92 đảng viên mới đến từ 32 chi đảng bộ của huyện Mộc Châu. Các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản cốt lõi về chủ nghĩa Mark lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng Việt Nam, nguyên tắc tổ chức hoạt động của đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở, vấn đề xây dựng đảng và nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới nêu cao tinh thần trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân, tích cực tham gia xây dựng đảng, nêu cao ý thức, tự lực, tự cường, tự học, tự nghiên cứu, hăng hái tham gia các hoạt động phong trào của cơ quan đơn vị địa phương, gắn việc học tập lý luận vào thực tiễn, nỗ lực phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, từ sau Tết Nguyên đán, các ca ngộ độc rượu gia tăng nhanh chóng. Điều đáng nói, ngộ độc do uống phải cồn công nghiệp methanol đã được cảnh báo rất nhiều. Thế nhưng tại nhiều bệnh viện vẫn ghi nhận nhiều ca nguy kịch do uống phải loại rượu này. Bệnh nhân này bị hôn mê chỉ sau hơn một ngày uống phải rượu pha với cồn công nghiệp methanol cùng 7 người khác tại tỉnh Thái Bình. Người nhà cho biết mặc dù anh chỉ uống 2 đến 3 chén nhưng các triệu chứng mờ mắt sau một ngày và hôn mê sau khi được chuyển vào viện. Cũng chỉ uống một số lượng 2 ba chén nhỏ thời khai xuân thôi. Nhưng tối về nhà đi được một đoạn từ chỗ uống mà về đến nhà chỉ tầm 2 cây là anh đã thấy hoa mắt chóng mặt rồi. Ngay sau đó, 5 người đã phải tới Bệnh viện Bạch Mai để xét nghiệm, trong đó ba người phát hiện nồng độ cồn công nghiệp methanol trong máu. Đi viện thì gia đình thấy nó tiến triển không tốt, thế là gia đình mới chuyển lên trên viện Bạch Mai cái này. Thì xét nghiệm ra là anh bị ngộ độc rượu, trong đó có methanol là nó chiếm tỷ lệ rất là cao, 58%. Còn với bản thân mình thì mình uống thì lúc đầu mình không không phát hiện gì đâu, nếu mà không có anh ấy bị thì chắc là anh em ở dưới nhà không biết ngộ độc rượu chứa methanol là tình trạng đã xuất hiện từ lâu và được cảnh báo rất nhiều lần nhưng vẫn tiếp diễn. Không thể phân biệt được loại rượu pha cồn công nghiệp với rượu nấu thông thường đã đành, nhưng điều đáng báo động là mức độ nguy hiểm thậm chí dẫn đến chết người của loại rượu có cồn công nghiệp này. Đó là các loại cồn sát trùng giấm, rồi kể cả những loại nhiên liệu và những hóa chất lao vệ sinh lao chùi, nhưng mà lại được bán ở các rượu thuốc, tất cả là các sản phẩm giấm mà căn nguyên là kẻ xấu những người kinh doanh không tốt chúng ta đã cho cái hóa chất cồn sát trùng cồn công nghiệp methanol chúng tôi như là cũng tiếp nhận những cái bệnh nhân ngộ độc các loại rượu, rượu ngâm do các người dân chúng ta cho rất nhiều thứ vào trong thì ví dụ như chúng tôi đã tiếp nhận hai trường hợp cùng uống rượu ngâm củ hấu tàu đã bị ngộ độc đã loạn nhịp tim đã phải cấp cứu để không còn các ca ngộ độc thương tâm, các chuyên gia cho rằng không được bán các loại hóa chất độc hại như hóa chất tẩy rửa, hóa chất đốt, cồn công nghiệp ở hiệu thuốc, không được đóng chai gây nhập nhèm giống với cồn sắt trùng. Các chai hóa chất phải có hình thức khác và có nhãn mác rõ ràng. Lễ hội Xuân Hồng lần thứ 16, sự kiện hiến máu lớn nhất vào mỗi dịp đầu xuân, vừa chính thức khai mạc tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Lễ hội năm nay dự kiến tiếp nhận 8.000 đơn vị máu. Với thông điệp hiến máu đầu xuân nhân lên hạnh phúc, chương trình hy vọng mỗi người dân đủ điều kiện sức khỏe sẵn sàng hiến tặng những đơn vị máu quý giá như món quà lì xì ý nghĩa ngày đầu năm mới tới người bệnh, góp phần mang lại niềm vui may mắn cho cộng đồng và chính bản thân người hiến máu. Sự kiện đã góp phần khắc phục được tình trạng khan hiếm nguồn máu điều trị sau Tết Nguyên đán, đồng thời thay đổi quan điểm của các tầng lớp nhân dân về hiến máu tình nguyện, hình thành nét đẹp thói quen hiến máu mỗi dịp đầu xuân mới khác với hàng ngàn lễ hội đầu xuân diễn ra trên cả nước, lễ hội xuân hồng là lễ hội duy nhất mà những người đến tham dự không mong điều gì cho bản thân mình mà đến để trao tặng những món quà sự sống. Ngày mùng 7 tháng 2, ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Sơn La đã phối hợp với hội chữ thập đỏ thành phố Sơn La trao tặng 4 xe lăn cho 4 người già bị bại liệt đi lại khó khăn trên địa bàn phường Tô Hiệu và quyết tâm, thành phố Sơn La. Đây đều là những hộ gia đình khó khăn. Tại các gia đình đại diện ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh sơn la đã hướng dẫn các thao tác sử dụng cách bảo quản xe lăn để sử dụng mang lại hiệu quả lâu dài những chiếc xe lăn được trao tặng là món quà có ý nghĩa thiết thực góp phần hỗ trợ đắc lực cho người già đi lại khó khăn có thể tự di chuyển thuận lợi và dễ dàng hơn giảm bớt gánh nặng phải chăm sóc đối với người thân giảm bớt khó khăn trong cuộc sống đồng thời khích lệ người khuyết tật có thêm nghị lực vượt qua mặc cảm của bản thân nỗ lực vươn lên trong cuộc sống đây là hoạt động nhân đạo, từ thiện, khơi dậy lòng nhân ái, chung tay giúp đỡ của công chức, người lao động, công đoàn, ngân hàng chính sách xã hội, chi nhánh tỉnh Sơn La và toàn xã hội đối với hộ gia đình nghèo, người thiếu may mắn trong cuộc sống trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, 10 năm qua, trại giam Yên Hạ thuộc Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dục, Bộ Công an, đóng quân trên địa bàn huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La đã tổ chức các lớp xóa mù chữ. Nhiều phạm nhân đã biết chữ, có thể đọc báo, đọc sách và viết thư cho gia đình. Ánh sáng của những con chữ đã thắp lên niềm tin hướng thiện của những phạm nhân nơi đây. Phạm nhân vàng A Sáng phạm tội buôn bán trái phép chất ma túy. Giờ đây đứng trên lớp tập đọc, tập viết, Sáng mới thấu hiểu con chữ quan trọng như thế nào. Từ đó thắp lên niềm tin hướng thiện làm lại cuộc đời. Bây giờ là mình biết chú ý rồi, là mình biết đầu sách báo là mình biết là cái sai hay cái đúng như thế nào để sau này là mình biết là xây dụng cái tương lai của mình là như thế nào thì mình biết là đầu sách báo là mình phải biết là tránh cái sai là cái đúng là mình làm cái sai thì mình phải tránh ra trong trại giam thì khi phạm nhân vào đây không biết chữ thì phạm nhân thường là đã không biết chữ thì sẽ không tiếp thu các cái cái cái, cái việc giáo dục mà khi như thế như thế thì sẽ gây rất nhiều khó khăn cho công tác giáo dục chính vì vậy nên là cái việc xóa mù chữ nó là một trong những cái cái công tác được rất là quan tâm của ban giám thị rất quan tâm. Tại trại giam Yên Hạ, phạm nhân chủ yếu là người dân tộc thiểu số, trình độ hiểu biết pháp luật còn hạn chế, tỷ lệ phạm nhân không biết chữ phổ thông chiếm 17%. Mỗi năm, trại giam tổ chức hai lớp xóa mù chữ, mỗi lớp 35 phạm nhân. Mô hình này đã phát triển được 10 năm, đến nay đã có gần 700 phạm nhân biết đọc, biết viết sau khi phạm nhân đã biết được chữ thì rất là nhiều phạm nhân từ khi mình từ khi biết chữ thì đã trở đã 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 đã, đã thay đổi về nhận thức rất là nhiều đặc biệt có những phạm nhân sau khi học viết được chữ đã gửi thư về gia đình nhận được thư của gia đình biết được gia đình mong muốn những cái gì qua những cái tấm bức thư tâm tình hướng dẫn thì phạm nhân thay đổi và cải tạo tiến bộ sai lầm đều đã bị trả giá Sòng ước mơ thì không bao giờ lụi tắt với những khát khao hướng thiện. Những con chữ được gieo ở những lớp học đặc biệt như thế này sẽ luôn thắp sáng niềm tin và hy vọng là động lực để những con người từng một thời lầm lỗi thấy được trách nhiệm của bản thân trong lao động, học tập và cải tạo để sớm tái hòa nhập cộng đồng. Chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát Thanh Truyền hình Sơn La xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.